Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em soạn bài Chiếc lá đầu tiên của Hoàng Nhuận Cầm. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải các tài liệu về bài thơ này. Trên video, thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Sau đây là phần A trước khi đọc. Câu hỏi: kỷ niệm nào về mái trường khiến bạn xúc động nhất? Hãy chia sẻ với các bạn về điều đó. Trả lời: đối với tôi, hình ảnh mái trường cấp 2 sẽ còn in đậm mãi trong tâm trí tôi. Trường của tôi vừa mới xây dựng cách đây không lâu nên vẫn còn rất mới và khang trang. Ngôi trường nằm tại mặt đường quốc lộ của xã với một diện tích khá rộng rãi. Trường được bảo vệ bởi một bức tường hình vuông kiên cố. Trên những bức tường gắn cổng trường còn được trang trí nhiều bức tranh rất đẹp vẽ bằng sơn. Bên trong ngôi trường, các dãy nhà được sơn màu vàng như màu của ánh nắng. Mỗi dãy nhà đều có 4 tầng, mỗi tầng có 4 phòng học. Điểm chung của các phòng là đều có bảng đen, bàn ghế, điều hòa. Nhưng ở mỗi phòng học lại được trang trí khác nhau. Sân trường là nơi rộng rãi nhất. Toàn bộ sân được đổ bê tông phẳng lì. Các bồn cây trong sân được sắp xếp thẳng hàng. Cây cối xanh tốt khiến cho sân trường luôn mát mẻ. Khu vực dãy nhà hiệu bộ là nơi làm việc của các cán bộ, thầy cô trong trường. Phía trước dãy nhà này còn có khu vực sân khấu để tổ chức các buổi lễ trong năm học hay lễ chào cờ hàng tuần. Phía bên trái của cổng trường là khu vực để xe của giáo viên và học sinh. Còn đằng sau dãy nhà hiệu bộ là một khoảng đất rộng đang được xây dựng để trở thành sân bóng. Dưới mái trường thân yêu này, tôi đã được trải qua thật nhiều kỷ niệm đẹp bên thầy cô và bạn bè. Những giờ học tuy vất vả nhưng rất bổ ích. Những giờ ra chơi sống động vui vẻ. Đặc biệt, tôi vẫn còn nhớ như in buổi lễ khai trường đầu tiên. Ngày khai trường của một học sinh lớp 6, học sinh đầu cấp với tôi, thật trọng đại. Khi đứng trước cánh cổng trường cao rộng, tôi đã cảm thấy thật lo âu. Vậy mà giờ đây tôi đã quá quen thuộc với trường lớp, thầy cô và bạn bè. Tôi mong rằng những năm tháng được học tập dưới mái trường cấp 2 thân yêu sẽ trôi qua thật ý nghĩa. Tôi rất yêu quý nơi này. Sau đây là phần B, đọc văn bản. Câu hỏi 1: bạn hiểu như thế nào về hai dòng thơ đầu? Trả lời: đó là cảm xúc của tác giả về quãng thời gian tươi đẹp đã xa với nhân vật em. Hai câu thơ như dâng đầy nỗi nhớ da diết và sự tiếc nuối của tác giả về những năm tháng của quá khứ đã trôi theo dòng chảy của thời gian. Câu hỏi 2: khổ thơ này gợi lên trong bạn cảm xúc gì về ngôi trường của mình? Trả lời: khổ thơ gợi em nhớ về kỷ niệm trường cũ, lưu luyến và tiếc nuối về thời học sinh đã qua. Đó là những năm tháng học trò đầy hồn nhiên và vui tươi. Vẫn mãi còn đó những hình ảnh của thầy cô, bạn bè, lớp học, sân trường và bóng cây. Tất cả dù đã xa, song luôn là ký ức đẹp đẽ và không bao giờ phai mờ. Câu hỏi 3: bạn hình dung thế nào về cảnh được miêu tả trong đoạn thơ này? Trả lời: đoạn thơ khiến người đọc hình dung ra một lớp học vui nhộn, nơi có một nàng bạch tuyết dịu dàng như cô giáo và những chú lùn rất quấy là những cô cậu học trò tinh nghịch. Trên lớp học, ngoài những giờ học nghiêm túc thì không thể thiếu những lúc va trò của học sinh, làm cho không khí lớp học luôn vui tươi với những tiếng cười sảng khoái đầy trong sáng. Qua đoạn thơ của tác giả, câu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò càng trở nên đúng nghĩa. Câu hỏi 4: bạn cảm nhận như thế nào về tình cảm của chủ thể trữ tình được thể hiện qua đoạn thơ này? Trả lời: đọc những câu thơ này, ta như chạm được vào tình cảm và nỗi niềm của tác giả. Đó là sự xúc động, xôn xao khi nhớ về những chuyện năm nào, những chuyện năm nào. Một thời học trò đã xa của tác giả. Bên cạnh đó, tình cảm của tác giả dành cho người thầy giáo của mình cũng thật đáng trân quý và ngưỡng mộ. Thời gian trôi qua, tác giả không muốn thấy thầy già đi, tóc bạc thêm nữa. 4 câu thơ ngắn gọn nhưng cũng đủ lột tả hết được tình cảm và tâm tư của tác giả dành cho người thầy và ngôi trường cũ của mình. Phần C sau khi đọc. Câu hỏi 1: theo bạn, các từ ngữ một người dòng 8, tôi dòng 16, anh các dòng thơ khác trong bài thơ có thể chỉ những ai? Cách sử dụng các từ ngữ nhân xưng như vậy có tác dụng gì? Trả lời: cách sử dụng các từ ngữ nhân xưng như vậy có tác dụng tránh lập từ và phù hợp với cách xưng hô với từng đối tượng mà tác giả muốn nhắn gửi trong bài thơ. Câu hỏi 2: xác định các biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ 3, 4, 6 và nêu tác dụng của chúng. Trả lời: khổ 3, điệp ngữ muốn nói muốn khóc, bao nhiêu, nhấn mạnh cảm xúc. Khổ 4,
Điệp từ nỗi nhớ có tác dụng nhấn mạnh nỗi nhớ của tác giả, tạo nhịp điệu cho lời thơ và giúp từ ngữ giàu giá trị biểu đạt hơn. Câu hỏi tu từ: bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi, thể hiện nỗi nhớ da diết của tác giả với các bạn cũ. Khổ sáu, ẩn dụ, mùa hoa mơ và mùa phượng cháy, lần lượt chỉ mùa xuân và mùa hạ, có tác dụng ám chỉ thời gian trôi nhanh và liên tục. Câu hỏi 3, nhận xét về tác dụng của việc sử dụng đối thoại ở khổ 5. Trả lời: việc sử dụng đối thoại ở khổ thơ này giúp làm tăng thêm sự tương tác vui vẻ, pha chút tinh nghịch của các cô cậu học trò. Qua đó, người đọc có thể tưởng tượng ra một lớp học với không khí vui nhộn, tràn ngập tiếng cười của tuổi học trò. Câu hỏi 4, liệt kê một số từ ngữ, hình ảnh bộc lộ tình cảm, cảm xúc của chủ thể trữ tình, từ đó nêu cảm hứng chủ đạo của bài thơ. Trả lời: một số từ ngữ, hình ảnh bộc lộ tình cảm, cảm xúc của chủ thể trữ tình là mê say, bâng khuâng, nỗi nhớ, xúc động, xôn xao, chán thầy, v.v. Cả bài thơ là nỗi nhớ da diết, niềm khắc khoải của tác giả về một thời tuổi học trò tươi đẹp đã qua. Tác giả nhìn về quá khứ với những cảm xúc cũ, hình ảnh cũ ùa về và đọng lại sự tiếc nuối khi thời gian trôi đi nhanh. Bài thơ như một bản nhạc với những nốt trầm, khiến người đọc cảm thông và cùng sống trong những nỗi nhớ, kỷ niệm của tác giả. Câu hỏi 5, bạn cảm nhận như thế nào về hình ảnh chiếc lá buổi đầu tiên ở cuối bài thơ? Trả lời: hình ảnh chiếc lá buổi đầu tiên ở cuối bài thơ là một hình ảnh mang tính tượng trưng. Đó là tình yêu đầu, là tuổi học trò, là quãng thời gian đẹp đẽ và cũng là một con người khác của tác giả, một người của thời ngây ngô trong sáng. Câu hỏi 6, bài thơ gợi lên trong bạn những kỷ niệm và suy nghĩ gì về tuổi học trò? Trả lời: tuổi học trò mang đến cho mỗi người những kiến thức, tình bạn, tình thầy trò và những kỷ niệm khó quên. Đó là những kỷ niệm quý giá, đem đến cảm giác tiếc nuối mỗi khi hồi tưởng, mà chắc hẳn bất kỳ ai trong chúng ta cũng muốn sống lại trong đó nhiều lần nữa. Hết phần soạn bài. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.